Đây, có mặt đây này. Buồn thế. Bu đồ. Cắn đó. Alaska đâu mình đi cho Billy Không có con nào cả, bắt ra. Cô ghi béo ú. Cô ghi đây. Cô ghi mẹ. Ở đây bọn nào đây? Mày đi xe máy á? Bố ơi, cô ghi mẹ. Làm con chó đốm đi. Chó đốm à? Đòa lắm. Đòa gì? Chó đốm gì rồi đó. Cô ghi vừa nhỏ vừa đáng yêu. Con đấy nó không nhỏ đâu. Cô ghi cũng bằng xúc xích thôi. To nhất là 10 cân, mười mấy cân. Con này mười mấy cân, mười mấy cân. Đã xem. To cho đốm nữa là. Chị ơi, con chó đốm này to kích cỡ bao nhiêu cân đấy? Con này mắc bao cân đấy? Con ở đâu? Mắc bao cân? To kích cỡ là bao cân? Con này phải to hơn. Cao hơn đâu? Đây đang ở đâu ấy? Cao này nữa. Con này mấy tháng rồi? Con này được gần 3 tháng. Nó là form nhỏ không phải? Con form nhỏ. Con to của nó phải mấy chục cân đấy, nhưng mà cái này nó không nhỏ. Con nhỏ nó đẹp. Con này được cái này bao tiền? Này nói thật bây giờ mà để em thiện chí bán nhá, không lấy khách em lấy triệu giá mà là em bán hết mình luôn đấy. Còn ông sơn chó nó giá em 2 triệu em không bán đi được đấy. Em chưa chị tiêm rồi à? Tiêm phòng rồi đó. Em mũi gì rồi? Tám em này. Ôi ê, anh đang tìm con, anh đang tìm em phải bim nhỏ đấy không lại. Nó đốm này, quay về đây. Cái dòng này nó rất là khô. Bây giờ thì sờ được nhưng mà nó lớn chứ nó lầy thế nào. Chó là dòng nó phải thế. Dòng nó thế, đúng rồi. Quý tộc à? Cái dòng này nếu mà bông là bất đi. Phải dày dày nhàng nhàng. Quý tộc. Ôi, chó nào cũng chết rồi. Chó nào cũng chết rồi. Con này không đẹp. Chó nào cũng chết rồi. Con này nhiều đốm, con này nhiều đốm. Thiện chí thì bán nhanh lên đi. Nói thật với chị, câu em đã nói là em thiện chí bán chứ không phải là em đúng lắm. Bắt đầu đấu à? Nó rất là tình cảm. Nhưng mà người là đố bắt trộm đúng. Nó là chó xong lắm. Con này. Ai bầu bác? Con chó này nó không bao giờ cắn người. Ăn uống nào? Ăn cơm bình thường nhỉ? Cơm. Thế là dòng đốm các bác mua. Con này phải 7 triệu rồi nó mới bán được.
bún cứng nhá. Em đố anh mua dưới cái giá bao nhiêu? Thôi thôi thôi. Đi đi đi. Lãi bao nhiêu? Tiền lên mà lãi 3 triệu sao? Đi đi đi. 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 Đi mua đồ, mua đồ. Ăn tốt cực. Ôi. Anh mà. Ui. Thôi anh em này yêu chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? Quá đây mèo không có. Ôi trong này yêu chưa? Hả? Ôi đánh yêu quá. Ai quá. Nhìn đi quên. Nhưng mà được cười á. Ai có để yêu hai con đẹp chưa? Ba con màu do cái phối được. Chị ơi, mèo này giống gì á? Anh lông dài. Anh lông dài. Ui, nhiều thế. Này yêu chưa này? Xin chưa rồi. Thằng ta con nhỉ? Ba và con ra rồi. Đây. Ơ, thằng này được nghỉ học à? Thằng này đẹp chưa? Thằng này bán nào chị? 6 một em tất rồi. 6 một em. Bên này bán nào? 6. 6 một em. Đẹp luôn. Đẹp chưa? Yêu chưa? 6 một em. Anh bán bao nhiêu ạ? 6. 6 một em. Lắp đi con. Mẹ ăn rươi là mẹ ăn vừa qua mình ra bán mình kiếm một rồi ba đứa là biết làm sao được đi chua thủ xin thủ nữa mày biết mà đẹp chưa đẹp nhà nhưng mà xin thủ dài em đẻ chị nha mày em mà không ấy là em đẹp rồi giống này lông dài trong kia em không ngờ đi đẻ nữa mèo anh con này em mèo ta em mèo ta em ở spa. Spa. Đúng là xác định nuôi con này là phải chịu khó chăm cho nó. Đội kia đâu? Đi đi. Ơi. Đâu? Măn đi con à? Búp 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 bà nghe là mất giận rồi chó có giận mới khỏe à. Đây bên này, bên này. Con này cô chỉ lấy 7 triệu 3. 7 triệu 3. Đây là chó Nhật hả cô? Hơi đẹp đấy. Đáng chắc cô bán không? Xinh tuyệt rồi. Ôi cũng bông này. Ôi cũng bông xinh quá. Bông bông trắng này. Con này nhanh nhẹn. Con này đẹp hơn. Đồ mini đây à? Đây có đồ mini đây. Chị ơi, con này được mấy tháng rồi? Tháng rồi à? Con này giống to nhất là được mấy cân? Nó là size nhỏ em ơi. Size nhỏ. Chắc 3 cân nhỉ? Chưa được 3 cân. To nhất là 2 cân. Thế thôi á? Chị ơi, con này bán
3,5 triệu em ạ. 3,5 triệu em mua đồ mini. Được cái như nhau hả? Được cái như nhau. Nóng quá. Ôi, tao ở đâu? Ôi, con chó này bông kìa. Này, Bắc Kinh bông trắng này, mua xinh chưa? Long, Bắc Kinh bông trắng này, số này được mấy này? Bông. Đấy, yêu chưa? Hỏi xinh thế. Bông. Đấy, bông đấy. Cục bông. Bông đấy, cục bông trắng đẹp chưa? Mặt đẹp chưa? Mặt đấy. Thanh Hoa. Bông trắng. Thanh Hoa. Đây. Em bé đấy. Hỏi xinh thế. Đây, bắt bé luôn. Để nuôi thôi. Chị ơi, con này bán nào? Cục bông. Cục bông mà đắt thế à? Cục bông đắt ghê. Đây. Nhiều anh. Đâu. Toàn bông này. Toàn cục bông. Đây cục bông này. Rồi. Trắng này to hơn à? Bông to hơn à? Bông trắng này lớn hơn. Có cái to hơn à? Ừ, tiếp con mèo cái to. Bông sam mô. Gì đấy hả? Sam mô ly á? Cái này kiểu nó lai rồi sao đó, chứ sam mô ly nó lông nó sẽ xù hơn. Nó gì đó? Khổ chứ. To. Yêu quá. Nhìn này. Vì con này to. Này anh sẽ quay cho anh ở nhìn mà này sẽ quay cho bé này. Mini bé này. Đây là to rồi. Sam mô ly à? Ê, dòng này dòng gì nhỉ? Đấy, sam đấy chứ. To. Eo ơi, con này bé tí à. Bọt. Ủa đây toàn mèo to này. Mèo. Nó đẻ ra hết bầu. Ủa. Đi, cứ đi đến không chờ mèo. Quần. Đấy, anh ơi, con này hả? Con này này. Giống gì ấy? Con này giống ở Mỹ. Không quay tên rồi. Giống Mỹ. Con này đẹp lắm. Con này chi to hơn nhau. Nó lục lịch trẻ. Ừ. To cỡ này thôi. Đây là chó, đây là chó to cho con này anh. Con mèo chạy ra mất rồi. Để lên đây. Nó chạy đi nữa. Chạy đi đâu mà chạy rồi. Con mèo này. Đây. Yêu mèo à. Ủa mà lại đẹp mà. Đẹp rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, em này, người cứ lung lịch chứ. Thế nó mới đẹp. Lung thịt. Nhìn nó chắc chắn. Đi coi này. Chắc chắn. Uli anh ạ, Uli. Đẹp, đúng là đẹp. Không lạ anh.